and CEO Ship. Còn mình là Tiến Chip. Đã trở lại trong ngày hôm nay. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Yes. Này, hai anh em mới order được cái cục gọi là bùi mình thép. Nó đẹp như thế nào? Nghe nhiều người quảng cáo là nó đẹp lắm mà chưa biết thực hư ra sao. Rồi, thì đến giờ thì mình khui hàng thôi.